Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió ở mức cấp 4 đến cấp 5 trở lại, sóng biển thấp dưới 2 mét, biển lặng, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển, khai thác ngư trường của bà con ngư dân. Khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận trở vào cho đến Cà Mau, gió mùa Tây Nam mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, kèm theo mưa rào và dông mạnh, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật cao, tầm nhìn xa thấp dưới 10 km, nên các tàu thuyền cần chú ý đề phòng. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, trong đêm nay và ngày mai trên tuyến hải trình, từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió đông nam đến nam chỉ khoảng cấp 3, cấp 4, sóng biển thấp dưới 1,75 m, biển lặng. Thời tiết khá ổn định, trời không mưa, ban ngày có nắng, tầm nhìn xa thoáng đãng nên thuận lợi cho các hoạt động trên khu vực này. Trong đêm nay và ngày mai ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra đến Lý Sơn cũng không có quá nhiều thay đổi. Trời ít mưa, nắng kéo dài từ sáng đến chiều nên tầm nhìn xa luôn thoáng đãng trên 10 km. Gió Tây Nam ở mức cấp 4 nên bà con ngư dân yên tâm hoạt động mà không phải lo lắng gì về thời tiết. Nằm trong vùng tác động mạnh của gió mùa Tây Nam nên trong 2 đến 3 ngày tới, tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra khu vực huyện đảo Côn Đảo, gió Tây Nam vẫn duy trì ở mức cấp 5 trở lên. Nhiều thời điểm trong ngày mạnh cấp 6, sóng vẫn cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động mạnh. Các hoạt động của tàu thuyền trên khu vực này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi hiện tượng mưa dông, gió mạnh và sóng cao. Tuyến hải trình từ Rạch Giá ra đến Phú Quốc trong đêm nay và ngày mai, gió Tây Nam chỉ duy trì ở mức cấp 5, sóng biển không quá 2 mét. Nhưng điều đáng lưu ý là có mưa rào và dông mạnh xảy ra nhiều nơi, tầm nhìn xa thấp dưới 10 km, nguy cơ lốc xoáy và gió giật vẫn ở mức cao. Các tàu thuyền cần chú ý đề phòng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển chiều nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!